trong lúc huyền âm đang chìm vào giấc ngủ thì hoa thanh vân đang chìm trong suy nghĩ về xuất thân của huyền âm anh cho rằng huyền âm là một loại thần thú trong truyền thuyết nếu không phải trong tình huống đặc biệt thì làm sao có thể dễ dàng bị một trưởng lão ma tông chiếm đoạt thanh vân rất tò mò rốt cuộc cửu u hải vực là một loại địa phương thần bí như thế nào sự suy nghĩ của thanh vân bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài và người đến chính là nhạc kiếm tâm tiếng gõ cửa cũng làm cho huyền âm thức giấc cô bé vội vàng hóa thành một làng khói màu vàng chui vào trong áo của thanh vân Thanh Vân dùng bộ dạng người đang say ngủ để trả lời và mời Kiếm Tâm vào trong phòng. Thanh Vân hỏi vì sao Kiếm Tâm lại đến đây vào đêm khuya như thế này. Bước vào trong phòng, Kiếm Tâm vẫn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc, cô bảo Hoa Thanh Vân đừng nên giấu mình nữa. Cô cho rằng trong thịnh hội Thiên Kiêu, Hoa Thanh Vân mới là người quan trọng nhất, có nhiều đóng góp nhất. Những lời này lập tức làm cho Hoa Thanh Vân một lần nữa lo lắng, anh hỏi vì sao cô lại nghĩ như vậy, nhưng câu hỏi này lại không được Kiếm Tâm trả lời. Cô lấy những bảo vật mà tông chủ ban thưởng ra ngoài và muốn đưa những thứ này cho Thanh Vân, vì Kiếm Tâm cảm thấy mình không xứng đáng nghe đến đây sự lo lắng trong lòng của hoa thanh vân mới giảm bớt đi một chút thanh vân nói đây là phần thưởng mà tông chủ tặng cho cô và cô xứng đáng được nhận những thứ này thanh vân nói mình ở thịnh hội thiên kiêu không hề có một chút đóng góp nào cho tông môn vì thế anh không có tư cách nhận những thứ này vẫn thái độ nghiêm túc kiếm tâm áp sát và nhìn chằm chằm hoa thanh vân kiếm tâm cho rằng trong tình huống đó ngoài thanh vân ra thì cô thật sự không nghĩ ra ai có thể thể hiện được sức mạnh như vậy kiếm tâm yêu cầu thanh vân nói thật rốt cuộc anh ta và thanh đế có quan hệ gì nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của kiếm tâm cùng với sự khó chịu khi liên tục bị cô làm phiền làm cho hoa thanh vân cảm thấy chuyện này không thể giấu được nữa thanh vân quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho kiếm tâm biết rõ nhưng thanh vân chưa nói thì kiếm tâm đã lên tiếng cô cho rằng hoa thanh vân đã nhận được truyền thừa của thanh đế từ ở nơi nào đó nên có một số phương pháp đặc biệt có thể tạm thời nâng cao tu vi trong thời gian ngắn nhận định này đã làm cho những lời hoa thanh vân định nói chạy ngược vào trong não thanh vân cảm thấy vui mừng khi kiếm tâm không biết gì cả thanh vân quyết định sẽ thuận theo suy nghĩ này của kiếm tâm thanh vân khen ngợi gọi kiếm tâm là một người thông minh và anh thật xấu hổ khi không thể giấu được đôi mắt tin tưởng của cô. Dù được khen thì kiếm tâm vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng khi này đã kèm theo một chút lo lắng. Theo cô được biết thì phương pháp đặc biệt này tốn rất nhiều sức lực của cơ thể, vậy nên những bảo vật này sư huynh nhất định phải nhận lấy. Thanh Vân muốn từ chối nhưng kiếm tâm ham dọa sẽ báo chuyện này với tông chủ vì vậy Thanh Vân đành phải đồng ý. Thật ra Thanh Vân không lo lắng việc kiếm tâm sẽ báo cho tông chủ, vì anh rất tin tưởng cô, Thanh Vân nhận lấy vì cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của kiếm tâm dành cho mình nhưng thanh vân không nhận tất cả mà chỉ lấy một món và yêu cầu kiếm tâm mang những thứ còn lại trở về thanh vân cũng yêu cầu kiếm tâm không được nói chuyện anh nhận được truyền thừa của thanh đế cho ai biết đương nhiên kiếm tâm rất vui vẻ đồng ý để những vật phẩm lên bàn kiếm tâm yêu cầu thanh vân chọn lấy một món nhìn những món bảo vật thanh vân âm thầm suy nghĩ anh không biết tại sao anh luôn cảm thấy lực lượng linh khí truyền ra từ một chiếc chìa khóa lại có mối liên hệ đặc biệt với mình vì vậy thanh vân quyết định lấy chiếc chìa khóa sự lựa chọn này làm cho kiếm tâm cảm thấy khó hiểu cô cho rằng nhiều linh bảo như vậy mà không chọn vì sao anh lại chọn thứ đó kiếm tâm cho biết hôm qua sau khi tan họp tông chủ đã giao chìa khóa này cho cô cất giữ bảo rằng vật này linh khí có hạn chỉ có thể dùng để mở cửa bí cảnh đối với các đệ tử thì hoàn toàn không có tác dụng gì kiếm tâm cho rằng thanh vân đang cố ý nhường cho mình thanh vân cũng phải cười khổ với suy nghĩ của vị xương muội này anh khuyên cô nên về đi anh lấy cái chìa khóa chỉ vì anh thích mà thôi sau một thời gian thuyết phục thì kiếm tâm cũng đồng ý và rời đi khi này thanh vân cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi sự nghi ngờ của kiếm tâm đã hoàn toàn được giải quyết và tiếp theo anh sẽ thật thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ mà không bị ai quấy rầy. Trong không gian ý thức của Hoa Thanh Vân hiện tại đã trở thành một trại lao động cưỡng bức đối với bốn con thần thú, tịnh tức có nhiệm vụ cắt tỉa linh thảo, Thanh Long thì đảm nhiệm vai trò luyện đan, Bạch Hổ thì giả thuốc, còn Huyền Vũ thì chăm sóc ao cá cho Thanh Vân. Vừa làm việc Bạch Hổ vừa cằn nhằn, nó cho rằng bọn chúng là thần thú thượng cổ chân quý, là con cái của tự do được trời chọn, giờ đây sao lại rơi xuống nhân gian thành người làm công như thế này. Tịnh Tức liếc nhìn Bạch Hổ một cái, hỏi hắn ta đang có ý tưởng điên rồ gì, bạch hổ tức giận cho rằng nếu cứ đi theo hoa thanh vân thì sẽ không thể tìm thấy ma yêu linh ngọc vì vậy bọn chúng sẽ không thể nào phi thăng bạch hổ cho rằng đã đến lúc bọn nó phải đứng lên đấu tranh tìm lại tự do tìm lại danh dự cho chính mình ngay lúc này hoa thanh vân xuất hiện trong không gian ý thức và anh hỏi bọn chúng đang nói về chuyện gì lời nói này làm cho cả người bạch hổ trở nên run rẩy nhanh như chớp nó đã chụp lấy một cái ghế đưa đến cho hoa thanh vân ngồi xuống chưa dừng lại đó khi hoa thanh vân chưa yên vị thì bạch hổ đã đem đến một bình linh tuyền đã được làm lạnh mời hoa thanh vân thưởng thức Từng cử chỉ và hành động của Bạch Hổ thể hiện sự cam chịu và nịnh bợ. Ba con thần thú bị bộ dạng của Bạch Hổ làm cho bối rối, bọn chúng nhìn nhau tự hỏi tại sao lại có một con hổ vô liêm sỉ như thế tồn tại. Thanh Vân vui vẻ khen ngợi, "Bạch Hổ thật là vất vả cho ngươi rồi." Bạch Hổ liên tục quạt cho Hoa Thanh Vân và nói mình không hề vất vả, tất cả mọi việc đều là việc nên làm. Tận dụng cơ hội lúc Thanh Vân vui vẻ Bạch Hổ lên tiếng, "Chủ nhân ngài từng hứa sẽ giúp bọn ta tìm Ma Yêu Linh Ngọc." Nhìn thấy độ của Bạch Hổ Thanh Vân nhận ra nó có manh mối nào đó muốn trình bày bạch hổ nói nó biết một số thông tin về ma yêu linh ngọc từ miệng của triệu duệ triệu duệ không tiết lộ nhiều nhưng đã đề cập đến một địa điểm đó là dãy núi ngũ uẩn cách ba dặm về phía đông thanh vân xoa cảm suy nghĩ anh biết về dãy núi ngũ uẩn này nơi đó là khu nghỉ dưỡng phong cảnh tu tiên nổi tiếng nhìn hoa thanh vân suy nghĩ bốn con thần thú lập tức nhận ra rằng hoa thanh vân biết về nơi đó bọn chúng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về thanh vân thanh vân cũng vui vẻ đồng ý anh bảo rằng sáng ngày mai bọn họ sẽ xuất phát đến dãy núi ngũ uẩn lời nói này làm cho những con thần thú vô cùng vui mừng Bọn chúng cảm thấy ngày mà bọn chúng có thể phi thăng đang đến gần. Thanh Vân cũng rất vui vẻ, anh có 3 ngày nghỉ, anh muốn tận dụng cơ hội này để đến đó nghỉ ngơi cho thoải mái. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.